thị tộc. Ngay từ khi mới thoát khỏi giới động vật, con người đã sống thành tập đoàn, đó là những bầy người nguyên thủy. Khi tiến đến một trình độ cao hơn, những bầy người đó phát triển thành thị tộc. Angen chỉ rõ, thị tộc trong chừng mực những tài liệu hiện có cho phép chúng ta phán đoán là một thiết chế chung cho tất cả các dân dã man, cho tận đến khi họ bước vào thời đại văn minh và thậm chí còn sau hơn nữa. Thị tộc vừa là thiết chế xã hội đầu tiên, vừa là hình thức cộng đồng người sớm nhất của loài người. Thị tộc có những đặc điểm cơ bản là các thành viên trong thị tộc đều tiến hành lao động chung, vai trò của các thành viên phụ thuộc vào vị trí của họ trong nền sản xuất nguyên thủy. Các thành viên của thị tộc có cùng một tổ tiên và nói chung một thứ tiếng, có những thói quen và tín ngưỡng chung, có một số yếu tố chung của nền văn hóa nguyên thủy và mỗi thị tộc có một tên gọi riêng. Về tổ chức xã hội, thị tộc bầu ra tù trưởng, tộc trưởng, lãnh tụ quân sự để điều hành công việc chung của thị tộc. Quyền lực của tù trưởng, tộc trưởng, lãnh tụ quân sự được thực hiện trên cơ sở của uy tín, đạo đức cá nhân của họ. Tù trưởng, tộc trưởng, lãnh tụ quân sự là do các thành viên của thị tộc bầu ra và họ có thể bị bãi miễn nếu không thực hiện được vai trò của mình. Mọi thành viên trong thị tộc đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ.